Video ngày hôm nay Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một căn nhà rất là đẹp với diện tích ngang 4m, độ dài 17m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, đường thông nằm trên trục đường Thống Nhất, sát bên trường học Nguyễn Du, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà hiện đại rất là đẹp nha quý vị. Thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu và thiết kế có gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 5 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng Bắc, phù hợp cho đại đình mình theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và quý vị đang tham quan một căn nhà hẻm một xẹt sát trường học Nguyễn Du, thuộc trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là mẫu nhà phố hiện đại và đường rất là đẹp, đường thông, xe hơi vào thoải mái và dễ dàng. Quý vị tham quan con đường này. Con đường này khoảng tầm 6m một xẹt nha quý vị. Quý vị di chuyển xe hơi, xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Nhà xây hiện đại, nội thất cao cấp tặng kèm, số hồng riêng, đã có số hồng sẵn rồi. Không cầm cố ngân hàng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ chiếu lên mặt tiền, mặt chính căn nhà một lần nữa cho mọi người cùng xem này. Đây là mẫu nhà phố hiện đại rất là đẹp nha quý vị. Thiết kế theo mẫu nhà phố cực sang và nội thất bên trong phải nói là cực kỳ cao cấp luôn. Giá bán đang giảm tới 1 tỷ đồng, bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Và căn nhà chúng ta thì có vỉa hè bên ngoài, có hai lớp cửa, một lớp cửa cổng và một lớp cửa cún bên trong. Dưới tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình khu vực gara, xe hơi bên ngoài và phòng tiếp khách bên trong. Nhà thiết kế có lửng nha quý vị, thiết kế theo mẫu lửng truyền thống. Và bên trong căn nhà này tặng kèm và làm nội thất bên trong phải nói là cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Hệ thống sơn thì được sơn bóng rất là đẹp, bền cao và có thể lau chùi được. Dưới tầng trệt thì gia chủ ốp gạch 80, hai bên tường có ốp gạch tường lên cao 1m2. Ở đây thì gia chủ có đổ bê tông và gara xe hơi này, quý vị đậu được hai chiếc xe hơi 4 chỗ nha quý vị. Nếu gia đình chúng ta có xe hơi 7 chỗ thì quý vị đậu một chiếc và đậu thêm khoảng chục chiếc xe gắn máy nữa. Căn nhà này thiết kế có lửng nên là không gian phòng khách và gara xe hơi rất là thoáng. Phòng bếp sẽ nằm ở trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 5 phòng vệ sinh. Và quý vị đang tham quan trực tiếp tại căn nhà với giá bán 9 tỷ 380 triệu đồng còn thương lượng với anh chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Quý vị quan tâm căn này thì hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và di chuyển vào bên trong khu vực cầu thang thì quý vị, cầu thang sẽ đi lên từ trong đi lên nha quý vị, và nó nằm bên tay trái. Ở đây thì cầu thang ốp đá hoa cương trắng đen kết hợp với tay vịn gỗ sồi lan can làm bằng sắt và mặt đá hoa cương trắng đen. Phía sau là không gian phòng khách thì gia chủ tặng kèm mình full nội thất bao gồm quạt gió, màn hình TV 65 inch kết hợp với sofa rộng, đẹp và sang. Và phía cuối nhà thì quý vị sẽ có giếng trời kết hợp với vệ sinh. Giếng trời ở cuối nhà thì được ốp gạch trang trí lên cao tận trên nóc và giếng trời này khoảng tầm 1,5m vuông. Ở đây thì có vệ sinh với tầng trệt bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi đèn led và vòi tắm hoa sen. Quý vị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 17m thuộc trục đường Thống Nhất, phường 11, một căn nhà đang giảm giá tới 1 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh, tặng kèm full nội thất, thiết kế có lửng, đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Và đây là một căn nhà giá bán tương đối hợp lý trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị quan tâm căn này thì hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn và dẫn đại gia đình mình đi xem nhà và mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cầu thang thì gia chủ có ốp gạch trang trí, quý vị lên xuống lau chùi dễ dàng và thoải mái. Trên tầng lửng thì quý vị sẽ có không gian bếp và một sảnh không gian phòng khách mini bên ngoài. Ở khu vực không gian tầng lửng thì ở đây có bàn ăn 6 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu là tủ nhựa Hàn Quốc, dễ lau chùi, không mối mọt và chống thấm. Có bếp âm, có khu vực để lò nướng, lò gây sóng, có máy hút mùi, có bồn rửa trên bát và có tủ lạnh hai cánh aqua tặng kèm. Ngay không gian lửng, không gian phòng bếp này thì có cửa ra giếng trời rất là thoáng mát và rộng rãi. Đây là không gian tầng lửng nha, một không gian bếp rất là đẹp. Phía dưới sàn không gian bếp thì gia chủ có ốp gạch 80, hai bên tường thì sơn màu trắng và làm với nó là cực chất. Quý vị đang tìm mua nhà rộng, đường thông, hẻm xe hơi 6m thuộc trục đường Thống Nhất, sát bên trường học Nguyễn Du cho con em mình đi học và gần kề bên là siêu thị Lotte Mart quận Gò Vấp, khu dân cư Cityland, di chuyển qua công viên Làng Hoa và các siêu thị trung tâm quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vòng bán kính là 500m thôi nha quý vị. Từ căn nhà quý vị di chuyển qua sân bay khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy. Một sản phẩm nhà bán rất là đẹp, nội thất bên trong toàn đồ xịn và giá bán gia chủ đang kẹt tiền giảm giá tới 1 tỷ đồng bán gấp. Giá bán bây giờ bên nhà đất Hùng chào bán cho căn siêu phẩm nhà phố
Ngang 4, độ dài lên tới 17m, tặng kèm full nội thất này chỉ còn 9 tỷ 380 triệu đồng thôi nha quý vị, còn thương lượng thêm. Mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vách ngăn, kết hợp với vòi tắm hoa sen, quạt hút mùi, giá kệ để đồ và phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Phòng ngủ phía sau thì quý vị sẽ có cửa ra giếng trời, có tủ áo, đóng đụng trần, có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm và tường được sơn màu kem tương đối sáng. Qua không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước thì quý vị sẽ có một cái giường ngủ 2m2, kết hợp với tủ áo rộng, đóng đụng trần, có bàn trang điểm, có máy lạnh Daikin và có cửa ra khu ban công bên ngoài, rất là thoáng mát. Đây là một mẫu nhà phố hiện đại, phải nói là cực kỳ sang trọng và vô cùng nội thất vô cùng cao cấp, toàn hàng ngoại nhập, được gia chủ trang bị cả sẵn thiết bị camera quan sát từ trên xuống dưới, cũng như là hệ thống cáp quang internet, năng lượng mặt trời sẽ được gia chủ tặng kèm cho quý vị luôn. Sàn phòng ngủ thì ốp gạch 30-80. Và ở đây thì quý vị sẽ có phòng vệ sinh trong, phòng vệ sinh như bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi được đặt bên ngoài, bên trong là khu vực vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và bồn tắm vách ngăn. Lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Quý chị đang cùng em nhà đất Huy Hùng tham quan trực tiếp một sản phẩm nhà phố thiết kế hiện đại, không gian sang trọng, nội thất cao cấp, đang giảm giá tới 1 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị quan tâm căn này thì hãy gọi trực tiếp cho nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và bên đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Phòng ngủ này thì cũng có đầy đủ nội thất này, bao gồm tủ áo, khu vực bàn làm việc, bàn trang điểm, cửa sổ ra mặt tiền chính, cửa ra ban công, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, trần thạch cao phẳng, máy lạnh Daikin, vệ sinh trong. Nội thất bên trong rất là đẹp cho không gian các phòng ngủ nha quý vị. Và đây là khu vực không gian của phòng vệ sinh. Tất cả phòng vệ sinh của căn nhà này đều có bồn tắm vách ngăn và có quạt hút mùi. Qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì gia chủ chưa tặng kèm nội thất và cũng có cửa ra giếng trời, cũng là có vệ sinh trong. Và trên cùng thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Quý vị đang cùng em Huy Hùng tham quan trực tiếp tại một căn nhà phố với diện tích ngang 4m, độ dài 17, tọa lạc trên trục đường Thống Nhất sát bên trường học Nguyễn Du, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút hướng Bắc, phù hợp cho đại đình mình theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và đây là một căn nhà hẻm một xẹt đường thông, thuận tiện đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Khu vực sân thượng sau thì có cầu thang leo lên trên mái này, có khu vực để máy giặt và khu vực giặt đồ phơi đồ. Ở trên thì gia chủ có lập tôn chống nóng rồi và có rào kín xung quanh. Và bên ngoài thì gia chủ có làm sẵn không gian phòng thờ cho mình và không gian sân thượng trước. Ở đây thì có phòng thờ rộng, được ốp gạch trang trí rất là đẹp, có gạch lên cao 1m2. Phía trên thì có đèn trần, đèn led và có màn rèm. Và bên ngoài cùng đây sẽ là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Và giá bán gia chủ đang chào bán là 9 tỷ 380 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Xin lưu ý mọi người, căn nhà này sát bên trường học Nguyễn Du, phường 11 luôn nha mọi người. Và quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những